OCT trong chẩn đoán các cái bệnh lý đáy mắt thì thứ nhất là để đọc được cái OCT thì chúng ta phải nắm được cái giải phẫu của võng mạc trên OCT. Đấy, giải phẫu võng mạc trên OCT thì đây là cái hình ảnh chụp các lớp võng mạc trên OCT. Thì đây là hình ảnh các cái lớp này, đây là cái lớp trong cùng là cái lớp màng ngăn trong ILM này, màng ngăn trong hay còn gọi màng dưới hàng trong. Thì cái màng này rất mảnh và tăng phản xạ. Ở trên OCT thì nó chỉ có tăng phản xạ với lại giảm phản xạ. Thì đây là FILM này. Còn đây là lớp sợi kinh này, NFL, nerve fiber layer, cái lớp sợi kinh. Thì trốn rằng là cái lớp sợi này nó dày nhất ở gần gai thị. Đây chỗ này là cái gai thị, thì đấy chỗ gần gai thị là dày hơn cả. Đây là lớp sợi kinh và nó tăng phản xạ hơn những cái lớp khác. Tiếp theo là lớp ganglion cell, tức là lớp tế bào hạch. Cái vùng này là lớp tế bào hạch, đây là lớp tế bào hạch, lớp tế bào hạch. Xong đến cái vùng này là lớp dưới trong, lớp dưới trong dưới cái lớp tế bào hạch là lớp dưới trong. Xong đến lớp nhân trong, inner plexiform là lớp dưới dưới trong. Đây là lớp nhân trong này, inner nuclear layer là lớp nhân trong này, đây lớp nhân trong. Sau đó là lớp dưới ngoài, đây lớp nhân trong này, lớp dưới ngoài này. Xong đến lớp nhân ngoài, đây lớp nhân ngoài là outer nuclear layer, lớp nhân ngoài. Và đây là cái màng ngăn ngoài, external limiting membrane, đấy, cái màng ngăn ngoài. Thì cái màng này rất rõ, nó tăng phản xạ hơn và nó mạnh. Cái màng ngăn ngoài này là nó cũng tương ứng với tế bào, nó nằm ngang ở giữa cái tế bào cặp quang, tế bào đó, tế bào que ở trong phần giải phẫu đấy mọi người xem. Đây là ranh giới giữa phần trong và phần ngoài, cái này màng ngăn ngoài này. Đây ranh giới giữa phần trong phần ngoài là tiếng Anh gọi IS OS junction. IS tức là inner segment, OS tức là outer segment, ranh giới giữa phần trong và phần ngoài của tế bào cặp quang thì nó cũng tăng phản xạ. Đấy, ở chỗ đó nó có nhiều bào quang, nó có mà tôi tưởng người ta còn gọi cái vùng ellipsoid hoặc là myoid. Đấy thì cái vùng này nó cũng tăng phản xạ, nó rõ như này. Khi trên OCT mình thấy cái màng này rõ chứng tỏ là cái tế bào cảm quang nó còn nguyên vẹn, nó còn nguyên vẹn thì thể lực nó sẽ tốt hơn. Đấy. Khi mà mình nhìn đọc OCT mà thấy mất cái màng này chứng tỏ là tế bào cảm quang này nó, tế bào đó, tế bào que nó bị tổn thương. Chỉ nó mất cái màng đấy là tiên lượng thị lực nó kém. Đấy, chỗ này là biểu mô sắc tố, phức hợp biểu mô sắc tố và cái màng Bruch. Dưới này là hắc mạc. Đấy là hắc mạc. Thì những cái hắc mạc, những cái chỗ mà hố đen đen ở ngoài cùng này này là lớp lớp Haller này, còn cái sát ở cái màng Bruch này là lớp mao mạch của hắc mạc. Còn ở giữa đây là lớp Sellar. Đấy là giải phẫu võng mạc cái OCT. Khi mà đọc ấy, thì người ta thường phải chú ý nhiều đến ba cái lớp này xem nó có rõ hay không. Cái một này, cái màng ngăn ngoài này, external limiting membrane này, cái ranh giới giữa phần trong và phần ngoài của tế bào quang thụ. Thì đối chiếu trên cái, đây là tế bào nón này, tế bào nón cái phần số 1 này là nó tương ứng với cái đoạn này. Còn cái đường số 2 sang sáng này, ISOS junction này, người ta còn gọi là ellipsoid zone này, hoặc là myoid ellipsoid zone, thì nó tương ứng với cái phần thứ hai này, cái màng nó tăng phản xạ, nó tăng phản xạ, nó đậm hơn, nó đậm hơn so với cái màng ngăn ngoài. Còn cái phần số 3 này, cái màng số 3 này là phức hợp biểu mô sắc tố và màng Bruch. Cái số 2 là tương ứng với phần này của tế bào cảm quang này. Khi mình nhìn thấy cái đường số 2 này rõ chứng tỏ cái tế bào này nó còn nguyên vẹn này, thì tiên lượng thì lực nó tốt hơn.
Đấy là tư ứng về giải phẫu trên OCT. À, khi đọc kết quả thì phải theo các cái bước sau. Thứ nhất là kiểm tra các cái thông số ở trên OCT, xem ngày tháng năm sinh này, tín hiệu OCT này. Ngày tháng năm sinh nó rất quan trọng đấy, tại vì mình phải nhập đúng ngày tháng năm sinh thì trên cái kết quả của OCT nó mới so sánh được đúng với trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ như là ở người 60 tuổi chẳng hạn thì cái lớp sợi kinh hoặc là cái lớp sợi kinh võng mạc ấy, hoặc là lớp sợi kinh quanh thiện kinh ấy, nó phải so sánh với đúng cái cơ sở dữ liệu của người 60 tuổi. Ví dụ nó so sánh với người trẻ thì thông thường nó dày hơn, đến lúc tuổi cao ấy, thì nó mỏng dần đấy. Sau đó nó phải đúng ngày tháng năm sinh này. Hoặc là người lớn trẻ em, trẻ em thì từ 18 tuổi trở xuống ấy, là trong máy nó không có cơ sở dữ liệu đó, nhiều người không để ý trẻ con lại nhập ngày tháng năm sinh nó không đúng sang tuổi người lớn, do nó có so sánh với cơ sở dữ liệu của người lớn thì lúc đấy nó sẽ sai lệch và nó sẽ bất thường. Ở đây tôi đã gặp nhất là những người mà chụp OCT đầu thị kinh để đánh giá lớp sợi, để đánh giá lớp sợi kinh ấy. Rõ ràng trẻ con nhưng mà trên cái kết quả chụp này nó lại có màu đấy, nên có màu chứng tỏ nó so sánh. Có kết quả so sánh thì kiểm tra lại ngày tháng năm sinh là thấy nhập sai đấy, thấy nhập sai nó không đúng. Cái nữa là phải xem cái tín hiệu trên OCT nó có tốt hay không. Đối với máy căn dai thì thông thường là tín hiệu tốt nhất là 10, còn từ 6 trở lên là tín hiệu là chấp nhận được. Còn nếu mà dưới 6 ấy, là tín hiệu kém thì mình nó đánh giá được các cái lớp nó không được rõ. Cái nữa là người ta nó đọc ra những cái chỉ số ấy. Nhiều khi tín hiệu kém là những chỉ số đấy nó bị nhiễu, có thể dày hoặc là nó mỏng đi, đa số là thấy nó mỏng đi lại mất tín hiệu. Kiểm tra các cái tín hiệu nhiễu rẻ, sau đó mới đọc đến đọc kết quả. Đến đọc kết quả thì theo các cái trình tự xem là độ cong võng mạc, giao diện kính võng mạc và các cái lớp của võng mạc. Đây là kiểm tra các thông số ngày tháng năm sinh tín hiệu OCT. Thì đây là một cái kết quả mà chụp ở máy căn dai này, thì đây là cái ngày tháng năm sinh này. Đây là tín hiệu này. Các loại máy khác nhau nó sẽ ghi cái mức độ tín hiệu, đo tín hiệu khác nhau, nhưng ở trên máy này là 9 phần 10 là tốt. Đấy. Tiếp theo là xem cái đấy, cái kết quả nó bị nhiễu giả hay không. Nhiễu giả thường gặp nhất là do mắt người ta không cố định tốt khi chụp. Cố định không tốt khi chụp. Đây là ảnh mắt khi chuyển động đấy. Đây cùng một bệnh nhân, lúc đầu tôi chụp lên thấy những cái võng mạc nó cứ nhăn 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 như này. Để kiểm tra là do bệnh nhân người ta nháy mắt nhiều, khi mà vào bệnh nhân người ta định thì tốt, chụp lại thì thấy kết quả nó tốt hơn nhiều đấy. Võng mạc nó hết những cái nếp nhăn. Những cái này cũng có thể gặp do bệnh nhân khô mắt. Khô mắt người ta mở lúc ánh sáng nó chói là người ta khó chịu, người ta cứ nháy mắt. Hoặc mắt người ta mở không to, hoặc là có lông mi nó che, hoặc là người ta chớp mắt, hoặc là đồng tử nhỏ và đục môi trường. Đấy, ví dụ như trong trường này bệnh nhân chụp là đồng tử nó nhỏ dưới 3 mm thì sang cái kết quả này chị thấy là có những cái chỗ nó mất tín hiệu đấy, ở chỗ cái bờ đồng tử nó bé đấy. Còn cái chỗ trong cái diện đồng tử thì tín hiệu tương đối tốt hơn, còn những cái cạnh này là nó mất tín hiệu đấy, là trong trường hợp đồng tử nhỏ đấy. Đây trường hợp này là bệnh nhân bị chớp mắt này. Trường hợp này bệnh nhân bị chớp mắt này, nhìn cái ảnh các lớp OCT bên dưới tự nhiên nó mất 2 miếng như này, tự nhiên lại mất 2 miếng, nên 2 miếng thì mình phải kiểm tra trên cái ảnh đáy mắt xem, thì tương ứng là nó có 2 cái vạch này. Đấy, nó có 2 cái vạch này ở trên cái ảnh bên cạnh này, thì đây là 2 cái vạch tương ứng là hai cái miếng nó bị khuyết, tức là cái chỗ đấy mất tín hiệu.
do bệnh nhân chớp mắt đấy. Đấy thì mình phải đối chiếu giữa cái ảnh này với cái ảnh cắt lớp này, xem trên cái ảnh màu, xem chỗ đấy nó có phải là bị mất tín hiệu hay không trên cái ảnh cái mắt, và tương ứng với tất cả các hình nó đều bị mất hai cái vệt này. Đấy là do bệnh nhân bị chớp mắt. À, sau đó thì mình kiểm tra tín hiệu, cái thông số thì mình mới đọc đến cái kết quả đáy mắt. Kết quả đáy mắt thì đầu tiên là mình để ý xem là cái độ cong, cái độ cong của võng mạc bình thường nó, cái võng mạc nó sẽ lõm xuống, nó cong lõm kiểu như này đấy. Còn ví dụ trong cái bệnh nhân này là bị đẩy lồi lên, đây là cái lớp biểu mô sắc tố này, đấy nó tăng phản xạ, đây là lớp biểu mô sắc tố, thì cái tổn thương nó ở dưới biểu mô sắc tố nó đẩy lồi lên và trên biểu mô sắc tố nó có dịch, thì đấy là một là lồi lên, cái hai nó cong quá. Ví dụ như bệnh nhân này, bệnh nhân này bị cận thị, bệnh nhân này bị cận thị làm cho cái võng mạc nó võng hẳn xuống như này, đấy, nó võng hẳn xuống, đấy chưa là bị lồi cực sau. Thì mình đánh giá cái độ cong của võng mạc, sau đó thì mình mới đọc đến cái lớp. Đọc cái lớp thì bắt đầu bằng cái giao diện của dịch kính võng mạc này. Giao diện dịch kính võng mạc kiểm tra thì trên, ví dụ trên trong trường hợp này là có bong dịch kính sau đấy, nó còn dính ở hoàng điểm đây, còn dính hoàng điểm, cái chỗ này gọi là dính khu trú, nó còn dính hoàng điểm đấy. Dính khu trú này có thể rộng, dính ít hoặc dính nhiều, ví dụ như cái này là dính rộng này. Cái chỗ phần dính bằng dịch kính sau đúng không, còn dính từ giữa hai cái mũi tên này, đấy gọi là dính rộng, thì vùng dính nó trên 1.500 micromet thì người ta vẫn gọi là còn dính rộng đấy. Ví dụ cái ảnh C ở bên dưới là còn dính khu trú đây đấy, bong dịch kính sau, cái này bị thoái hóa điểm tuổi già, thì ngoài có cái màng tân mạch hóc mạc đây thì nó còn có cái bong dịch kính sau nó có kéo như này. Thì đầu tiên là mình để ý đến cái giao diện dịch kính hóc mạc trước xem như nào. À, tiếp theo ở giao diện kính võng mạc xem nó có bị co kéo hay không. Ví dụ như trong trường này bị co kéo dịch kính võng mạc này, cái bong kính sau chỗ này nó kéo cái hoàng điểm nó lên, nó phù lên làm cho hoàng điểm nó dày, thì cái này gọi dính khu trú này, co kéo dịch kính võng mạc khu trú đấy. Cái bệnh nhân này thế, đây là co kéo ở chỗ hố trung tâm này luôn và kéo nó nhấc lên thành đa, thì đây là có bong kính sau nó còn dính vào hoàng điểm khu trú. Còn cái trường hợp này là có kéo dịch kính võng mạc rộng này, đây cái diện dính nó rộng này. Cái mà chưa võng mạc này nó có kéo, đây mà chưa võng mạc chỗ này bong kính sau này. Đấy là cái giao diện là dịch kính võng mạc. Thì giao diện kính kính võng mạc thì mình xem là hoàng điểm xem nó có lỗ hay không này. Đấy, trường hợp này lỗ hoàng điểm. Lỗ toàn bộ ấy, tức là nó mất toàn bộ các lớp võng mạc tính từ cái lớp biểu mô sắc tố này cho đến màng ngăn trong, là toàn bộ những cái lớp bên trên này nó bị mất. Thì đấy là lỗ toàn bộ, lỗ toàn bộ. Nếu lỗ nhỏ thì kích thước của cái lỗ này là 250 micromet, dưới 250 micromet, tức là cái chỗ mở này dưới 250 là lỗ nhỏ. Còn lỗ vừa là từ 250 đến dưới 400 micromet là lỗ vừa. Còn lỗ lớn là cái kích thước của cái lỗ này là trên 400 micromet. Ở đây hình A là lỗ võng mạc toàn bộ này, cái này cũng lỗ hoàng điểm toàn bộ này. Đấy. Và cái màng dịch kính sau đó là bong hết ra rồi. Đấy. Cái hình này thì cũng lỗ hoàng điểm toàn bộ. Còn hình D này là lỗ hoàng điểm này, nhưng mà nó vẫn còn dính một chút ở cái mép này, nó co kéo đến lỗ toàn bộ. Tiếp theo lỗ lớp. Lỗ lớp tức là một phần những cái lớp võng mạc ở phía trong là nó mất, còn những cái lớp võng mạc ngoài đây nó vẫn còn liên tục. Đấy, đấy là lỗ lớp.
Ví dụ như bệnh nhân này cũng có bong kính sau này, đây là lỗ lớp bỏng điểm này. Đấy, những cái lớp bóng mặt trong là nó bị mất, nó không liên tục, lớp ngoài đấy nó vẫn liên tục. Hình ép này là giả lỗ, thì giả lỗ khi soi đáy mắt mình thấy cái chỗ này nó sẫm màu, nó sẫm màu hơn và trông nó gần giống như lỗ, nhưng mà chụp OCT lên thấy là những cái lớp này nó vẫn còn liên tục. Đấy, nó giả lỗ hoặc điện, mình soi ảnh soi bằng soi đáy mắt hoặc là chụp ảnh màu trông nó hình nó sẫm, nó tròn, trông giống lỗ, nhưng mà khi chụp OCT lên thì những cái lớp này nó liên tục. Đấy là trường hợp nó bị giả lỗ. Hay gặp trong cái trường hợp mà cái nó có màng trước võng mạc nó dày, đấy nó co kéo. Đấy là đọc về giao diện dịch kính võng mạc. Đây ví dụ như trường hợp này là cũng bong dịch kính sau này, đây cái màng này nó mảnh mảnh, không biết mọi người nhìn nó có rõ không, vì qua đấy, phải xem ở trên máy tính thì rõ hơn, xem điện thoại hình nó nhỏ nó khó nhìn. Đây là cái bong dịch kính sau cho hai bong toàn bộ này, cái hình bên trên đấy là nó bong, nó còn dính ở hoàng điểm và dính ở gai thị, ở quanh gai thị. Tiếp theo là cái phần nữa là ở giao diện kính võng mạc, thì đây là những cái trường hợp mà có màng trước võng mạc nó co kéo, thì đây là cái màng trước võng mạc nó dày này. Đấy, nó co kéo gây phù võng mạc. Đây là một hình này. Cái hình này nó cũng màng nó dày, nó co kéo nhiều, thì mọi người vừa xem cái phần giải phẫu ấy, thì nó có cái tế bào Müller là nó bám từ cái màng ngăn trong này suốt bề dày võng mạc cho đến các cái photoreceptor. Do đó khi mà cái màng này nó co kéo đấy, nó kéo vào cái tế bào Müller, tế bào Müller làm cho các lớp của võng mạc nó bị kéo lên theo và nó gây phù võng mạc. Đấy, trường hợp này là cũng có màng này nhưng mà nó chưa phù nhiều, còn cái ảnh này là màng nó dày quá nhấc hẳn lên và co kéo nhiều. Đấy là trường hợp mà co kéo dịch kính võng mạc trong bệnh nhân bị màng trước võng mạc. Đây là trường hợp này là lỗ lỗ hoàng điểm toàn bộ. Đây lỗ hoàng điểm toàn bộ và cái lỗ này nó bị lâu rồi, cái mép này nó đã tách lên, nó quăn quăn lên và trong này nó có cả phù những cái nang ở trong võng mạc này bên này. Thì đây là lỗ hoàng điểm toàn bộ và do cái màng này, màng trước võng mạc cũng có kéo. Cái này lỗ lớp này, cái này lỗ lớp thì những cái phần các cái lớp võng mạc bên trong ấy, nó bị nó không liên tục, còn cái phần lớp võng mạc ngoài này nó vẫn còn liên tục. Đây là lỗ lớp hoàng điểm. Đây ví dụ cái trường hợp này là OCT trong bệnh hóc võng mạc trung tâm thanh dịch, thì ở đây là có cái quầng bong đây, bệnh nhân này có quầng bong thanh dịch ở đây. Khi chụp OCT thì thấy là thứ nhất là võng mạc nó lồi lên này, cái độ cong của nó là ở võng mạc trung tâm nó bị đẩy lồi lên này, ở dưới nó có dịch, và dịch tương ứng với những cái vùng OCT gọi là vùng tạp phản xạ ở dưới võng mạc này. Và dưới nữa thì có một cái lớp bong biểu mô sắc tố, đây là cái lớp biểu mô sắc tố, chỗ này nó bị bong lên và dịch dịch này nó trong, tức là cái tín hiệu nó ngang với tín hiệu của dịch kính, người ta gọi là dịch nó trong. Đấy, đây là vùng bong biểu mô sắc tố này, nó cũng nằm trong cái vùng bong thanh dịch, nó tương ứng cái vùng này nó soi lên. Đây là cái ổ bong biểu mô sắc tố. Nên chụp mạch hình quang thì cái chỗ bong biểu mô sắc tố nó tạo hình hiệu ứng cửa sổ, nó sáng đi. Đấy, bong thanh dịch và bong biểu mô sắc tố trong bệnh hóc võng mạc trung tâm thanh dịch. Thì thông thường trong bệnh hóc võng mạc trung tâm thanh dịch khi mà chụp OCT lên ấy, thứ nhất mình phải xem là
cái dịch này nó có nhiều hay không này, cái độ cao nó có cái độ dày võng mạc trung tâm, cái thứ hai là có bong biểu mô sắc tố hay không, cái thứ ba này sẽ là xem dịch này nó trong hay không. Nếu mà dịch này mà nó tăng phản xạ bất thường thì mình phải phân biệt xem là có phải do viêm màng bồ đào hoặc do các nguyên nhân khác, nó do dịch tiết hay không. Đấy, đấy là trong bệnh thắp võng mạc trung tâm thay dịch. Tiếp theo là bong biểu mô sắc tố đơn thuần này, đây thấy ổ bong biểu mô sắc tố này, cái bệnh nhân này chụp ảnh màu thấy có một cái vùng bong biểu mô sắc tố này, chụp OCT đây thấy nó đội lên như này và cái dịch nó trong, tức là tín hiệu này nó giảm phản xạ, so sánh với dịch kính này nó giống với tín hiệu dịch kính. Đấy, nếu mà cái chỗ trong này nó có tăng phản xạ bất thường thì mình phải xem là nó có phải do tân mạch hoặc là do polyp hay không. Đấy, bao gồm một sắc tố. Tiếp theo là cũng cái trường hợp mà bị bong thanh dịch ở vùng hoàng điểm, cái bệnh nhân này bị Harada, thì mọi người xem thứ nhất là cái đồ cong này, cái võng mạc nó bị đẩy lồi lên trên, lồi vào trong buồng kính này, và dưới này nó có cái nó có dịch ở dưới này, ở dưới võng mạc, và mọi người quan sát thấy cái dịch ở trong này nó tăng phản xạ này, và nó có những cái chỗ nó vẫn còn dính này. Đấy, thì chứng tỏ cái dịch này nó khác cái dịch của hắc võng mạc, cái dịch này dịch tiết nó viêm, nó có nhiều protein nên là nó tăng phản xạ. Thì mình dựa vào đây mình sẽ đánh giá được là nó do nó không phải là dịch đơn thuần mà dịch viêm. Cái nữa là trong đây thì nó có cái độ dày của võng mạc, thì đây là dày nhất ở cái vùng hố trung tâm này, chỗ này là cao nhất này. Đấy, chỗ này là dày nhất 1078 µm này, với nặng thì lực giảm nhiều. Đấy, bên trái là 1300 µm ở tương ứng với hố trung tâm này. Đấy là trong bệnh Arda, mình xem là những cái dịch này nó có tăng phản xạ nhiều hay không. Tiếp theo là phù hoàng điểm răng nang. Phù điểm răng nang thì đây là hình ảnh chụp mạch vành quang này, lấy thủy muộn nó trông giống như hình cánh hoa của hoàng điểm, nó dịch nó ở những cái lớp lớp he lê trong cái bài giải phẫu này ấy. Đấy, thì nó cái lớp đấy nó hình nó tỏa ra nên nó hình cánh hoa, hình cánh hoa, và đây là những cái nang. Đấy, đây là những cái nang, nó có cả dịch ở dưới võng mạc này, còn những cái nang này là trong võng mạc này, còn cái chỗ này là dịch ở dưới võng mạc. Thì trong bệnh nhân này bị viêm và bồ đào hai mắt và có phù hoàng điểm. Tiếp theo là trong thoái hóa điểm tuổi già. Thoái hóa điểm tuổi già thì nó có hai cái tổn thương căn bản, thứ nhất là xem có erosion hay không này, cái thứ hai là phải xem là có tân mạch hay không để chẩn đoán phân biệt với thể khô và thể ướt. Để tôi nhắc lại biểu mô sắc tố chứ, đây là lớp biểu mô sắc tố bình thường này, đây là phần ngoài của tế bào cảm quang, những cái đĩa nó cắm vào biểu mô sắc tố đây bình thường đấy, còn đây là trong trường hợp mà cái tế bào biểu mô sắc tố nó bị bệnh lý, cái chức năng của nó kém, thì những bình thường là nó chức năng thực bào những cái đĩa này khi nó rụng ra thực bào hoặc cho nổi chất những cái chất nó thực bào nó chuyển ra ngoài, nhưng mà do chức năng nó kém, những cái chất đấy nó tích tụ ở phía dưới lớp biểu mô sắc tố này, ở chỗ màng Bruch này. Đấy, đây là những cái chất này tích tụ thì nó tạo thành rugen. Đấy, tạo thành rugen. Và khi mà chụp OCT hoặc thăm khám là mình thấy những cái rugen này nó ở dưới biểu mô sắc tố. Đây là ví dụ một trường hợp mà bị rugen cứng, kích thước dưới 63 µm, ranh giới rõ màu vàng. Nếu soi đáy mắt ấy, thì nó thấy những cái này màu vàng này. Đấy, cái chấm này rất nhiều, lúc mới thì nhiều khi nó ít, nó rời rạc, nhưng mà
đến lúc nó nhiều quá nó tụ lại thành những cái đám to hơn. Đấy. Thì cái đặc trưng của biểu mô sắc tố khi mà cắt lớp trên OCT thấy là nó nằm ở dưới biểu mô sắc tố này, nó đội biểu mô sắc tố, nó có hình ảnh giống kiểu răng cưa ấy, tiếng Anh gọi seesaw, đấy, dấu hiệu răng cưa này. Đấy là ở lớp trên ảnh bầu mình quan sát phân biệt rugen với lại xuất tiết. Rugen thì nằm ở dưới biểu mô sắc tố, nằm dưới võng mạc nên là nhìn những cái mạch máu này nó vẫn ở phía trên, đấy là ở sâu này. Và chụp OCT thấy nằm dưới biểu mô sắc tố, và biểu sắc tố nó đội lên hình răng cưa nếu nó nhiều. Và trên cái ảnh cắt lớp đây thấy là đây mọi người thấy đây là cái lớp biểu mô sắc tố này. Cái lớp này là màng ngắn trong này thì thấy nó vẫn phẳng, nhưng mà thấy cái tổn thương này nó đội biểu mô sắc tố này. Đấy. Thì đây là hình ảnh mà Rosen. Cái hình này tiếp theo là Rosen mềm, kích thước nó to hơn, ranh bờ nó không rõ bằng cái giống như là Rosen cứng. Thì đây là những cái Rosen mềm đấy. Bệnh nhân này tôi chụp cắt lớp ở phân giải cao thì thấy đây là những cái Rosen nó nằm dưới biểu mô sắc tố này, cái dưới cùng này là Bruce này. Nó đội biểu mô sắc tố này, những cái to này là Rosen mềm, tương ứng trên ảnh bầu là những cái đám vàng vàng này. Đấy, một bệnh nhân nó có thể phối hợp vừa cứng vừa mềm, những cái bé bé ở xa này, đấy những cái này là Rosen cứng này, những cái ở trung tâm nó to này là Rosen mềm. Đấy. Đấy là hình ảnh Rosen trong bệnh phá hang điểm tuổi già. Đây là Rosen bằng đáy đấy, đấy nó nằm ở cái lớp màng đáy chỗ màng màng Bruch ấy. Thì đây là nó rất nhiều, tiếng Anh nói cuticular rosin, đây rất nhiều hình răng cưa seesaw. Trong hóa đá điểm tuổi già thì người ta xem nữa là xem có tân mạch hay không, tân mạch hay không. Ví dụ đây bệnh nhân này là có xuất huyết ở vùng hoàng điểm đây, có xuất tiết, những cái vòng vàng là xuất tiết, còn cái đỏ đỏ là xuất thì khi khám đáy mắt ấy, mọi người thấy là có xuất tiết hoặc là xuất huyết chứng tỏ là nó bị tổn thương mạch máu. Đấy, vấn đề là mình xem là nó mạch nó đâu ra, nó ở võng mạc hay là do tân mạch. Bệnh nhân này là bệnh nhân tuổi cao trên 65 thì hạt đầu là thoái hóa điểm tuổi già. Thì khi mà chụp cắt lớp qua đây, chụp cắt lớp thấy đây là cái lớp biểu mô sắc tố nó bị phá vỡ này, và đây nó có cái chỗ nó đám nó tăng phản xạ này, chỗ này là có dịch này, đấy có dịch này. Thì những cái hình ảnh này đã tương ứng với cái hình ảnh của tân mạch CNV, tân mạch hắc mạc. Và bệnh nhân này thì tôi cho chụp OCTA thì thấy rõ cái hình ảnh tân mạch ở cái vùng này, đây phóng to này, tương ứng với cái vùng nó có xuất tiết và xuất huyết này. Đây là cái hình ảnh cái tân mạch hắc mạc. Đấy. Thì nếu mà không có OCTA thì mình dựa vào cái ảnh cắt lớp thì thông thường nó có cái dấu hiệu hai lớp này, chỗ này double layer này, chỗ này nếu mà lâu ngày thì nó thành cái màng xơ mạch ở đây, màng xơ mạch đấy. Thôi hóa điểm tuổi già thì phải xem là Duzen này, xem là có tân mạch hay không này. Đây một bệnh nhân nữa là bệnh nhân thoái hóa hoàng điểm tuổi già như thể khô, thoái hóa dạng bản đồ, thoái dạng bản đồ, nó teo teo võng mạc, teo lớp tế bào cảm quang. Thì đây là cái vùng mà võng mạc nó thoái hóa, nó bị teo đây, đây mắt phải đây, mắt trái này, đây 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 ở trung tâm. Thì khi mà chụp OCTA lên ấy, thì thấy là nó lộ cái hai mạch máu của hắc mạc ở bên dưới. Đây là cái hình ảnh mà những cái võng mạc ở trung tâm nó mỏng,
Thứ nhất là nó teo thì cái độ dày của nó mỏng này. Cái nữa là không thấy rõ cái ranh giới giữa phần trong và phần ngoài của tế bào cảm quang. Đấy, phần ISOS junction nó không thấy. Đó, cái bệnh nhân này thì do tổn thương thế nên là tiên lượng kém, thị lực nó không thể hồi phục được. Tức là vùng teo võng mạc này, thị lực trung biên, võng mạc trung biên thì còn tương đối tốt, bệnh nhân có thể nhìn trung biên, nhưng ở trung tâm ấy, là bệnh nhân bị mất thị lực. Đấy là thoái hóa có thể hoặc điện tử già khô nhưng mà bị teo teo võng à, trong bệnh cận thị à, trong bệnh cận thị nhất cận thị nặng thì thấy là nhất mình thấy cái độ cong này, võng mạc nó vọng xuống, nó cong hơn bình thường, đấy nó lõm xuống. Cái nữa là à, bệnh nhân này thì cái lớp võng mạc phía ngoài đây nó bị tách tách lớp, gọi là retinoschisis, bị tách lớp võng mạc. Và ở cái phần hoàng điểm đấy, cái những cái lớp tế bào cảm quang nó cũng bị ảnh hưởng, nó không liên tục, cái đường ranh giới giữa phần trong phần ngoài nó bị đứt gãy, chứng tỏ là nó bị tổn thương đấy. Nó bị tổn thương. Cái lớp sáng này là lớp biểu mô sắc tố này, lớp biểu mô sắc tố này. Ở phía dưới biểu mô sắc tố, cái vùng hắc mạc nó cũng bị tổn thương, nó bất thường. Đây là nó cũng giảm phản xạ. Thì đấy là trong thoái hóa bệnh nhân này bị giãn lồi cực sau này, có tách lớp võng mạc này. Trong cận thị. Thoái hóa võng mạc là cận thị à, trong cận thị cũng có trường hợp mà những cái chỗ thoái hóa xong nó phát triển tân mạch. Đây là ví dụ như bệnh nhân này là bị tân mạch hắc mạc do cận thị, thì cái chỗ đây nó tăng phản xạ, nó cái đám này nó dày tương ứng với cái tân mạch, và chụp OCTA là thấy có tân mạch như này. Ngay trong thoái hóa võng mạc cận thị này, à, trong trường này là có tân mạch hắc mạc. Như theo một số cái bệnh khác, ví dụ như bệnh nhân này là bệnh võng mạc do chloroquine, cái này cũng thỉnh thoảng gặp, nó teo tế bào cảm quang vùng hoàng điểm, thì mọi người nhìn thấy là thứ nhất là cái độ dày võng mạc vùng hoàng điểm nó rất là mỏng, 121 thì bình thường nó phải từ 200, tầm khoảng 250 micromet nếu mà ở cái hố trung tâm này, ở đây nó chỉ có bằng một nửa thôi. Và nếu mà chụp HD lên ấy, chụp độ phân giải cao thì nó không thấy cái ranh giới giữa phần trong và phần ngoài tế bào cảm quang, thì chứng tỏ tế bào cảm quang nó bị mất, bị teo, cái tiên lượng kém. Và trên cái bệnh nhân này là cái ảnh phía bên tay phải là độ dày hoàng điểm này, cái bên tay trái là cái lớp tế bào hạch ngang lần cell, cả hai mắt nó đều bị mọc hết. Đây là cái bản đồ tế bào hạch này, nó màu đỏ tức là nó bất thường, có thể nó mọc, nó dày, ở trên trường hợp này là mọc mỏng hơn bình thường. À, tiếp nữa là bệnh hoang điểm dạng lòng đỏ trứng, bệnh BES. Bệnh BES thì trên cái hình ảnh cảnh màu thấy có cái đám thoái hóa nó ở vùng hoàng điểm này, nó trông giống như lòng đỏ trứng ấy. Lúc đầu đây là cái giai đoạn mà trứng vỡ, nên nó có cái nấm màu ngang đấy, cái giai đoạn này là nó có cái nấm này, thì những cái chất nó đọng ở dưới thì thông thường có dịch, những cái chỗ này là nó vừa có dịch này, vừa có những cái chất lắng đọng này. Bên trái thì tổn thương nó nhẹ hơn, bên trái tổn thương nhẹ hơn đấy, có dịch, có những cái trường hợp này nếu mà về lâu về dài cũng có trường hợp nó gây tân mạch, cũng có trường hợp là xuất hiện tân mạch thế thôi. Hoàng điểm đặc là đỏ trứng thì thông thường bị hai bên, hai bên có thể hai giai đoạn khác nhau. Bệnh BES. À, loạn dưỡng tế bào nón, tế bào que. Đây trường hợp này
là độ dày võng mạc ở hoàng điểm là nó mỏng, và khi mà chụp các lớp này thấy chủ yếu thấy rõ lớp biểu mô sắc tố thôi, còn các cái lớp tế bào cảm quang là không không thấy rõ. Như trường hợp này là loạn dưỡng tế bào que, tế bào nón. Đế thoái sắc tố võng mạc này, bệnh retinitis pigmentosa, thì cái trường hợp này nó cũng khi mà chụp cắt lớp ấy, thì cũng mất cái ranh giới giữa phần trong và phần ngoài tế bào cảm quang đấy, thấy là đây cái màng ngắn ngoài đấy. Như này, nhân võng mạc nó mỏng, độ dày võng mạc nó mỏng này. Cái thứ hai là mất cái ranh giới giữa phần trong và phần ngoài tế bào cảm quang, của elipsoid là không thấy, chỉ có thấy cái màng ngắn ngoài đấy thôi, đấy, nó mảnh mảnh đấy. Còn những cái phần khác là mất. Bệnh lý mạch máu này thì đây là trường hợp mà tác động mạch trung tâm võng mạc, thì hôm trước tôi có một cái bài đấy rồi về tác động mạch trung tâm võng mạc rồi. Thì cái đặc trưng của tác động mạch trung tâm võng mạc ấy, khi mình chụp cắt lớp này là thứ nhất là võng mạc nó phù, các cái lớp trong này nó tăng phản xạ rất nhiều đấy, các cái lớp trong này tăng phản xạ này, các cái lớp ngoài này phản giảm phản xạ, võng mạc nó phù, thì cái này nó tương đối đặc trưng của tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc giai đoạn cấp này. Giai đoạn cấp thì mình dựa vào cái cắt lớp này để chẩn đoán, phân biệt trong những cái trường hợp mà người già người ta bị đục môi trường. Cũng có bệnh nhân đến nó không soi đáy mắt, nó không rõ như cái bệnh nhân này đâu, và hoàng điểm anh đào nó không rõ đâu, tại vì người ta bị đục môi trường. Mà nhiều khi bệnh nhân phối hợp không tốt nữa nên soi nó không được rõ, thì lúc đấy có thể cho thêm chụp thêm cái OCT cắt lớp xem như nào. Chụp OCT cắt lớp nếu thấy cái hình ảnh nó giống như này và thấy phần võng mạc nó phù, phần trong nó tăng phản xạ, phần ngoài tăng phản xạ như này, thì cũng có cơ sở để đánh giá xem có phải là tắc động mạch hay không. Đấy. Trên thực tế như thế, nhiều bệnh nhân là mình soi thì không rõ, nghi ngờ thôi, và bệnh nhân lại tăng huyết áp, không chỉ định chụp mạch mình qua môi trường thì đục, thì cho thử chụp OCT cắt lớp xem như nào. Thì thông thường môi trường đục nếu mà mình chụp tốt ấy, cũng có trường hợp vẫn lấy được hình ảnh cắt lớp, thì tín hiệu nó kém nhưng mà sơ bộ mình có thể đánh giá được xem là nó các cái lớp nó như nào. Đấy. Đấy. Lớp võng mạc phù nề tăng phản xạ, còn như cái bệnh nhân này thì nó quá rõ rồi đấy. Nếu mà tác động mạch thì chụp thêm OCTA. Đây ví dụ như cái ảnh bên trái này, chụp chụp cắt lớp này, thì đa số do cái lớp bên trong này này nó tăng phản xạ nhiều, nên là đa số là máy nó sẽ nhận nhầm cái lớp biểu mô sắc tố. Bình thường nó đo độ dày võng mạc là từ người ta trên OCT tính từ lớp màng ngắn trong đây cho đến lớp biểu mô sắc tố đây, nhưng mà do máy nó nhận tự động ấy, khi mà cái chỗ này tăng phản xạ nhiều thì đa số nó nhận cái lớp này là lớp biểu mô sắc tố đấy. Đấy, nhận cái lớp này là lớp biểu mô sắc tố, do đó là nó sẽ đọc ra là độ dày võng mạc là rất mỏng, tính từ chỗ này đến cái lớp này là rất là mỏng. Đấy, thì trên cái bệnh nhân này thì đây là khi mà mình cho hiện lên xem là máy nó tính lớp biểu mô sắc tố là ở đâu, thì mọi người thấy cái đường đen đen này đấy, cái đường đen đen này là máy nó nhận, nó coi đấy là biểu mô sắc tố, do đó nó mới đọc ra cái bản đồ độ dày này rất là mỏng. Ví dụ ở trung tâm này chỉ có 80 micromet thôi, tức là nó đọc chỉ đọc từ màng ngắn trong cho đến cái chỗ này thôi đấy, đến cái từ cái từ màng ngắn trong cho đến cái đường đen đen này, đấy là độ dày võng mạc, thì thấy nó bất thường. Quan sát thì các lớp nó dày như thế mà sao lại đọc mỏng ra như này, mình phải xem hiện các lớp xem đọc có đúng hay không. Cái nữa là chụp cái OCT mạch, nếu mà
tín hiệu tốt môi trường trong thì cho chụp OCT mạch. Thì ở đây là cái lâm nông này, anterior black superficial này, thì không thấy hình mạch máu, chứng tỏ những cái mạch nó bị tắc, nó không có tuần hoàn ở trong mạch máu, nó OCT nó không phát hiện được, OCTA nó không phát hiện được, không có tuần hoàn ở mạch mạch nông và sâu. Đấy. Mọi người nhìn thấy tất cả những cái ô này thấy nó đen hết, không nhìn thấy dạng mạch máu. Thì đấy là trong trường hợp mà OCT trong tác động mạch trung tâm võng mạc. Tiếp theo là trong bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, ví dụ bệnh nhân này là cấp tính này, để tắc toàn bộ để xuất huyết nhiều, cái hình ảnh đáy mắt này nó đặc trưng của tắc tĩnh mạch rồi, xuất huyết mạch máu ngoằn ngoèo, võng mạc phù, gai thị cũng phù. Đấy. Thì đây chụp cắt lớp lên thì thấy là khoảng điểm nó phù phù rất nhiều, nó phù. Cái trường này võng mạc nó cũng nhận sai các lớp, nó phù nhiều quá nên là máy nó nhận sai các lớp, nó đọc ra các cái thông số này nó mỏng hơn, nhưng mà thực tế nếu mình lấy thước đây đo đây thì nó phải tầm 500 micromet, 500 micromet trở lên. Đấy. Đấy là một cái phù, nó có những cái nang ở đây. Đấy. Tắc tĩnh mạch thì chụp OCTA, OCTA thì những cái trường hợp nó phù ít ấy, thì có thể thấy hình mạch máu đấy và thấy những cái mao mạch nó thưa hơn. Đây là cái hình ảnh những cái mạch máu nó thưa hơn thì là trong trường hợp mà thiếu máu. Đây là một cái trường hợp khác là bệnh nhân bị tắc nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Chủ yếu tắc cái nhánh bên trên này, nhánh thái dương trên. Trong tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc thì nếu mà giai đoạn cấp quan tâm xem là nó có phù hay không này và nó có thiếu máu hay không. Đấy. Còn những cái lâu mãn tính lâu ngày thì xem nó có tân mạch, xem nó có hiện tượng tân mạch không. Đấy, nhìn đây là cái vùng này là võng mạc nó phù nó dày lên. Đấy, trên cái bản đồ thì cắt lớp qua đây thấy ở trong võng mạc nó có những cái nang giảm phản xạ này, giảm phản xạ. Bệnh nhân đấy chưa được chụp OCTA, OCTA thì thấy những cái vùng này là cái mao mạch, không thấy mao mạch, tức là nó bị tắc, bị thiếu máu. Đấy, thì chẩn đoán là tắc tĩnh mạch, tắc nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc thể thiếu máu. Đây là những cái vùng đó không rõ hình mạch máu mà mạch nông. Để tăng nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc, mạch võng mạc đái tháo đường này. Đây là cái bệnh nhân bị bệnh võng mạc đái tháo đường nặng này. Thì trong võng mạc đái tháo đường này, tháo đường đọc thì cũng như bình thường, thấy giao diện dịch kính võng mạc này là nó có cái màng này, chuỗi màng trước võng mạc này, chuỗi bọc dịch kính sau này. Đấy. Thì đặc trưng của cái bệnh võng mạc đái tháo đường ấy, là nó có những cái chấm tăng phản xạ ở trong bề dày này, đấy chính là những cái xuất tiết, tương ứng với những cái xuất tiết, những cái tăng phản xạ đây, những cái xuất tiết hoặc là xuất huyết đều nó đều tăng phản xạ trong bề dày. Thế khi đưa cho mọi người một cái ảnh giống như này thì mọi người mô tả được, thứ nhất là cái giao diện này có cái màng trước này, có bong dịch kính sau này, cái thứ hai là trong các cái lớp của võng mạc này nó có những cái chấm tăng phản xạ này, những tấm phương tăng phản xạ này, thì thông thường những cái này là do xuất tiết hoặc là do xuất huyết. Đấy. Cái nữa là ở dưới võng mạc nó có dịch này. Đấy. Nó phù võng mạc, nó phù cả trong bề dày võng mạc, có cả dịch ở dưới võng mạc. Cái nữa là những cái ranh giới tế bào cảm quang lại không rõ, kể cả lớp biểu mô sắc tố nó không rõ, thì bệnh nhân này nặng. Đấy là tổn thương trong võng mạc đái tháo đường. Mọi người nhìn thấy cái ảnh màu này, đây những cái xuất tiết vàng vàng này, có cả xuất huyết này,
trên bề mặt là xuất huyết thực kinh đủ các thứ. Đấy thì những cái xuất huyết ấy là những cái chấm hoặc là xuất tiết thì nó là tương với những cái chấm đau phản xạ đấy. Đấy, đây là một cái bệnh nhân khác và cũng bệnh võng mạc đái tháo đường. Bệnh võng mạc đái tháo đường thì cái này bệnh nhân bệnh võng mạc đái tháo đường chưa tăng sinh và trùng mạch OCT mạch thì thấy là có thiếu máu ở vùng hoàng điểm này. Đấy, đây những cái vùng này là mạch máu nó thưa hơn, không thấy hình mạch những cái vùng này, và thấy được những cái chấm to hơn là những cái phình mạch. Đấy, những cái chỗ này là những cái phình mạch, phình mạch, cái vùng thiếu máu, những phình mạch. À, đấy là trong bệnh võng mạc đái tháo đường. Tiếp theo là OCT trong polyp mạch hắc mạc. Trong polyp mạch hắc mạc ấy, thì cái chụp OCT cắt lớp nó tương đối đặc trưng, và dựa vào cái OCT cắt lớp người ta có thể đánh giá được chính xác đến khoảng trên 80%. Đây là những cái hình ảnh tổn thương điển hình của polyp mạch hắc mạc. Thì đây ví dụ đây là thông thường thấy đây ảnh màu này, có cái đám bong biểu mô sắc tố này, nó có xuất huyết thì nó đỏ như này, cũng có trường hợp thì nó thấy vàng vàng nó lồi lên thôi. Nhưng mà chụp OCT thì người ta thấy là có bong biểu mô sắc tố, và nó thứ nhất là cạnh nó dốc, thông thường là 70 90 độ này. Đấy, đây cái góc này này là 70 90 độ này. Còn ví dụ đây là trường hợp này bong biểu mô sắc tố nhưng nó có nhiều phân thùy, và những này có những cái khía này. Đấy, có nhiều thùy và những cái này tiếng Anh nó gọi là những cái notch, có những cái khía khía như này, thì cái này tương đối đặc trưng của polyp mạch hắc mạc. Cái nữa là có những cái vòng tăng phản xạ, khi mà chỗ này nó lồi lên mà cái chỗ cái vùng nó áp sát ở phía võng mạc đây là nó tăng phản xạ nhiều này, nó tăng phản xạ nhiều, thì đa số những cái này là tổn thương của polyp mạch hắc mạc. Còn ví dụ ở cái hình B này, chỗ này là đây là nó có hai cái ổ polyp, hai cái bộ polyp, và cái phần mà biểu mô sắc tố nó nối giữa hai cái ổ polyp này nó hơi tách lên một chút, nó gọi dấu hiệu hai lớp. Thì thông thường trong này nó sẽ có cái mạng mạch, nó gọi mạng mạch nhảy, nó nối hai cái ổ này với nhau. Đấy, thì những cái tổn thương tương đối đặc trưng. Thì đây là trong một cái nghiên cứu tương đối mới, người ta đánh giá cái độ nhạy và cái độ đặc hiệu của những cái dấu hiệu này này, trên của những cái dấu hiệu trên OCT đấy, để chẩn đoán polyp mạch hắc mạc ấy. Thì tại vì ở những cái nơi đa số là không có chụp ICG này, không có chụp ICG và OCTA thì nó cũng không phát hiện được, không đánh giá được nếu mà polyp nó không có dòng chảy hoặc dòng chảy nó yếu hoặc là xuất huyết nhiều, không đánh giá được, mà chủ yếu là người ta dựa vào OCT cắt lớp để chẩn đoán. Thì đây là cái độ nhạy, độ đặc hiệu này. Nếu mà có nhiều vùng bong biểu mô sắc tố này thì độ nhạy đến 0,89 này. Đấy, đấy, 0,89 này, độ đặc hiệu là 0,79 cũng tầm 0,8, tức là 80% đấy là độ nhạy 80% này. Còn nếu mà có một hoặc nhiều vùng bong biểu mô sắc tố này, cái độ nhạy và độ đặc hiệu nó gần gần như là chắc chắn, độ đặc hiệu thì ít hơn này. Bong biểu mô sắc tố cạnh dốc này, đây ví dụ như bong biểu mô sắc tố này cạnh dốc này thì là độ nhạy của nó chỉ hơn 90%. Bong biểu mô sắc tố có nhiều thùy có khía này, đây ví dụ như cái trường hợp thế này này, có nhiều thùy này, có những cái khía này, thì là trên 90% là của polyp mạch hắc mạc có vòng tăng phản xạ dưới chỗ bong biểu mô sắc tố này là tầm 77%. Đây này, đây là có cái phần nó tăng phản xạ
Đấy, khi mà biểu môn sắc tố nó bị đội lên như này và cái phần tăng phản xạ nó áp vào ngay dưới võng mạc đấy, thì đấy là cũng là đặc hiệu của polymer hắc mạc có dấu hiệu hai lớp này. Đấy, ví dụ như chỗ này là dấu hiệu hai lớp là double layer này, chứng tỏ là có biểu hiện của mạc mảnh nhánh BVN, Branch Vascular Network. Đấy là của polymer hắc mạc. Đấy. À, đây là một trường hợp rất điển hình của polymer mạch hắc mạc. Thứ nhất là cái tổn thương màu vàng cam nổi đấy, bên dưới nó có xuất tiết xung quanh này. Đấy, có xuất tiết xung quanh và có dịch xung quanh có nó thấm cả dịch ra. Thì bệnh nhân chụp OCTA thì nó hơi tăng phản xạ chút ở cái đám này, nó không được rõ ràng lắm, như chụp cắt lớp thì tương đối điển hình đây, thấy có bong nhũ sắc tố đấy, xung quanh có cả bong thanh dịch này, có bong thanh dịch này và nó có phần tăng phản xạ ngay dưới này. Đấy, phần tăng phản xạ này, cái vùng mà áp sát với võng mạc này là nó tăng phản xạ nhiều. Thì đấy là nếu mà nhìn thấy những hình ảnh này thì cũng phải chắc chắn đến 80-90% rồi, độ nhạy, độ đặc hiệu. Và bệnh nhân này thì được chụp thêm ICG là xác nhận là có cái ổ polyp ở đây. Đấy, polyp mạch hắc mạc. Tiếp theo là giãn mao mạch hoàng điện. Giãn mao mạch hoàng điện thì nó có mấy loại, tim 1, tim 2, tim 3 này. Tim 1 là giãn dạng phình mạch, tim 2 giãn ở quanh hố trung tâm perifovea đấy. Tiện lúc mọi người xem giải phẫu đấy, vùng perifovea là cái vùng ngoài nhất. Para là sát hơn ở bên trong, peri là xa hơn chút. Tim 3 là giãn dạng tắc mạch. Thì đây là những cái bệnh nhân mà tôi đã gặp này. Tim 1 này thường thường hay gặp ở một bên nhiều hơn. Đó, phình mạch là xảy ra tiểu động mạch và mao mạch này. Ở giữa tiểu động mạch, tiểu tĩnh mạch, mao mạch và đông, lớp đông và sâu này. Đấy, có thể có thiếu máu này, không có tinh thể lắng đọng ở giao diện kính võng mạc, không có vùng quả sản biểu mô sắc tố hoặc đi được sắc tố. Thì những cái này nó tuy nó phù nhưng mà tiên lượng nó tương đối tốt, tại vì nó không ảnh hưởng biểu mô sắc tố, và cái thông thường là cái lớp tế bào cảm quang nó còn tương đối tốt. Thì đây là hình ảnh chụp OCT của bệnh nhân này. Thì thông thường giãn mao mạch đó là lấy chụp mạch lên soi đáy mắt, thì nếu mà mọi người ít gặp thì cũng không xác định rõ lắm đâu, tại vì ở vùng này thấy nó cái võng mạc nó xám xám, nó đục đục đấy, nó đục đục, có thể nó hơi phù một chút và có những cái chấm xuất tiết nhỏ nhỏ đấy, và có những cái chấm xuất huyết nhỏ nhỏ đấy. Cũng có trường hợp là không thấy xuất huyết đâu. Đấy, còn đây là cái ảnh chụp mạch hình quang. Chụp mạch hình quang thì phải lấy thì là sớm nhất, là thì vừa qua động mạch đến khi mao mạch, nó đến mao mạch nó chưa chưa hết thì nó mới chớm sang thì tĩnh mạch, thì lúc đấy là nó qua mao mạch là mới rõ những cái dạng phình. Còn nếu mà lấy thì muộn thì tất cả nó tăng vượt qua cả đám mới không rõ. Ở đây bệnh nhân này được chụp OCT, OCTA, thì OCTA nó tách lớp được, đây là lớp đông này, thì thấy những cái mạch máu ở hoàng điểm này giãn đấy, ở đây mạc mạch đông và mạc mạch sâu cũng có những cái mạch máu nó giãn, những mạch máu nó giãn phình, và cắt lớp thì thấy là nó có phù đây, có dịch ở đây, nhưng mà những cái lớp tế bào cảm quang này nó còn nguyên vẹn này, tế bào biểu mô sắc tố nguyên vẹn. Thì đấy là giãn mao mạch hoàng điểm loại 1, bắt theo dạng phình mạch. Đấy, cái bệnh nhân vừa xong thì thấy là nó có phù này, nhưng cái lớp tế bào cảm quang còn nguyên vẹn, cái tiên lượng thì lượng còn tương đối tốt.
là loại 2 này, nó quanh hồ trung tâm đấy. Đấy. Ví dụ đây là cái bệnh nhân 54 tuổi, bệnh nhân tôi gặp đấy. Trông này nếu mà soi không quen đấy là cũng ít khi thì thấy cái chỗ này nó vùng xám xám, nó hơi dày dày lên thôi, cái võng mạc nó mất độ trong suốt đấy, và nó hay gặp ở phía thái dương dưới nhiều hơn ở cái vùng này này đấy. Cái bệnh nhân này thấy vùng này nó dày lên, nó xám xám, cái thường gặp ở cả hai bên này, nữ gặp nhiều hơn nam này, võng mạc mất tính trong suốt đấy. Có màu hơi xám, màu bạch nhãn cả lớp trong và lớp ngoài. Cái này thông thường nó liên quan cả biểu mô sắc tố, nó có những cái lắng đọng, có teo hóc mạc, tĩnh mạch gấp góc. Tức là ví dụ như là đây là cái mạch máu này, bình thường nó chạy như này và nó cứ nhỏ dần nhỏ dần, nhưng mà tự nhiên cái mạch máu này chạy đây thấy nó mất luôn đấy. Tức là chỗ này là nó chạy nó xuyên, nó thẳng góc xuống dưới, do đó là mình không nhìn thấy, nó không nhìn thấy, cảm tưởng như là đến đây nó mất nhưng mà nó chạy thẳng xuống dưới đấy, nó gọi là tĩnh mạch xuyên xuống gấp góc đấy, tĩnh mạch xuyên xuống gấp góc. Đấy, bệnh nhân đấy thì thứ nhất là được chụp mạch hình quang này. Cái bệnh nhân cái bệnh nhân vừa xong ấy, là khi chụp mạch hình quang đối với giãn mo mạch thì phải lấy thì sớm, khi mà cái thuốc nếu thì muộn thì nó thuốc nó thấm ra ngoài nhiều nên là khó phân biệt được những cái mao mạch đây. Thì đây là cái vùng vô mạch hoàng điểm này, thấy ở cái vùng thái dương phía dưới này, quanh cái hố trung tâm ấy, nó những cái mạch máu nó giãn này, những cái mạch máu nó giãn. Và bệnh nhân này được chụp OCT đây, OCTA thì thấy những cái mạch vùng này nó to, nó giãn to hơn đấy, có nó giãn to và có cái màu xanh da trời, tức là màu blue, chứng tỏ là có mạch máu bất thường ở cái lớp vô mạch. Đấy, đây là lớp mạng mạch sâu này này, đấy, mạng mạch sâu thì thấy mạch máu nó cũng giãn. Đấy, mạch máu nó cũng giãn. Và OCTA thì ở cái lớp vô mạch này nó cũng có những phản xạ. Nó cũng có hình ảnh mạch máu đấy. Là mạch máu ở lớp vô mạch. Đấy. Thì khi chụp căn lớp lên thấy là tổn thương, nó tổn thương cả photoreceptor, tổn thương cả biểu mô sắc tố. Thì cái trường hợp này là tiên lượng thị lực là kém, vì nó tổn thương các lớp, đấy là giãn mô mạch type 2. Mọi người đặt câu hỏi cứ đặt dần đi nhé. Những cái chỗ có thể đặt vào Q&A hoặc là chat. Type 3 thì nó dạng tắc mạch và nó cái này hiếm gặp hơn này. Biểu lâm sàng là thông thường nó có thiếu máu vùng mao mạch, võng mạc ở quanh hoàng điểm. Tiếp 3 tôi chưa gặp bao giờ, chủ yếu là gặp tiếp 1, tiếp 2.
À, tiếp theo là u hắc võng mạc. Những cái hình ảnh của u hắc võng mạc thì mọi người thấy, thứ nhất là thấy cái độ cong này, thấy nó lồi lên, và cái u này nằm ở dưới, nó đẩy lồi biểu mô sắc tố lên. Những cái trường hợp mà có u này thì mình xem cái độ cong này, và xem là cái lớp biểu mô sắc tố này nó còn nguyên vẹn hay không. Nếu mà thông thường u mạch thì nó biểu mô sắc tố này nó còn tương đối nguyên vẹn, còn nếu mà u melanoma hoặc là u di căn ấy, thì thông thường cái biểu mô sắc tố này nó nham nhở, nó bị phá vỡ nhiều hơn đấy. Và nó ví dụ như trường hợp này là u mạch thì nó có dịch này, nhưng biểu mô sắc tố nó còn tương đối liên tục. Thì bệnh nhân này được chụp OCT này, cắt lớp này, được chụp màn hình quang thì lấy thi sớm và thi hắc mạc để nó tăng phản xạ nhiều, u mạch hắc mạc. Đấy, u di căn hắc mạc. À, cái bệnh nhân này nữ này, bệnh nhân đến khám mắt thì thấy tổn thương nó như này, đấy, ở đáy mắt thì thấy nó có những cái đám nó vàng vàng, và nó có dịch hoặc là những cái đám sắc tố như này. Và đây là chụp ICG này, thấy cái vùng này là vùng giảm hình quang này, không thấy mạch máu của hắc mạc và bờ, nó nham nhở. Thì OCT thì nó thấy như này, thứ nhất là tổn thương nó ở dưới, nó đẩy lồi hắc mạc lên, nó đẩy lồi cái biểu mô sắc tố lên này. Cái thứ hai là nó không phẳng mà nó nham nhở đây. Cái bệnh nhân này thì thấy như này, và nó có cả dịch cả phù võng mạc này, có những cái chấm tăng phản xạ đấy. Đấy, thì bệnh nhân này đến khám như này thì tôi cho chỉ định là khám phổi. Khám phổi với bệnh nhân nữ mà cho trên cho khám tuyến vú, khám phổi thì bệnh nhân này phát hiện là ca phổi, trước đây là chưa tiền sử gì, phát hiện sau đó thì cho đi khám phổi mới phát hiện là ca phổi. Đấy, thì thông thường u di căn nó hay phá vỡ biểu mô sắc tố này, biểu mô sắc tố là nham nhở đấy, cái u di căn. Còn nếu mà u mạch thì biểu mô sắc tố này nó tương đối tốt này, nó ít bị nham nhở. Cái trường hợp này u lao hắc mạc thì bệnh nhân này có cái đám tổn thương vàng này, xung quanh nó có dịch, và chụp lên thấy là tổn thương ở dưới ở hắc mạc đẩy lồi biểu mô sắc tố lên này, có dịch bên trên này, và đây nó có cái dấu hiệu hai lớp, nó gọi là contact, thì thông thường hay gặp trong u lao. Ở cái lớp phía trên nó chạm vào biểu mô sắc tố, nó có cái chỗ chỗ này là nó chạm vào nhau, dấu hiệu contact. Thì thông thường gặp những cái trường hợp này thì cũng cho chụp mạch rồi để loại trừ cái u mạch này, hoặc là melanoma hoặc u di căn này, xong rồi cho xét nghiệm lao. Thì bệnh nhân này xét nghiệm lao là thấy có bị lao phổi, thế nghĩ đến là do lao, gần tiền sử thì không bị, và sau khi khám mắt thì cho đi nghi do lao, thì cho xét nghiệm lao thì thấy dương tính, đấy là u lao hắc mạc. Đây là một ca khác cũng bị tác động mạch trung tâm võng mạc, để mọi người xem rất điển hình, nó dày, các cái lớp võng mạc bên trong nó tăng phản xạ, võng mạc là phù nhiều, lớp ngoài tăng phản xạ. Đấy, đây là tác động mạch. Đấy, ca này tác động mạch trung tâm võng mạc tương đối điển hình. Đấy, mọi người đọc cái ca này xem thế nào. Bệnh nhân nam 43 tuổi, giải OCT như này. Đấy, thì thứ nhất là thấy đây là có cái đám bong biểu mô sắc tố này, cạnh dốc này. Đấy, xung quanh nó có dịch này, đây có dấu hiệu hai lớp này, đấy, có dấu hiệu hai lớp. Đấy, nhưng mà bệnh nhân này chỉ 42 tuổi này. Polyp thì nó hay gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên, nó tương ứng với cái tuổi thoái hóa điểm tuổi già ấy. Ở AMD thì trước đây nếu mà chưa chẩn đoán xác định, chưa chẩn đoán xác định polyp thì người ta gọi chung đấy là cái thâu dạng thoái hóa điểm tuổi già thể
polyp nó cũng thuộc trong cái dạng đấy, nhưng mà sau này có chụp ICG, có OCT thì các phân ra là đấy là polyp với lại CNV đấy. Nhưng mà bệnh nhân này mới có 43 tuổi, bệnh nhân trẻ thì những cái bệnh nhân trẻ này thì ít gặp polyp, nhưng mà có dấu hiệu hai lớp này thông thường đấy là nó có tân mạch, có thể do các nguyên nhân khác đấy. Cái chỗ này bong biểu mô sắc tố này, có dịch này. Đấy, thì bệnh nhân này là đi chụp lên thì chỗ này nó chỉ là bong biểu mô sắc tố thôi, và chỗ này là tân mạch, thì chỗ này CNV, CNV nó tiên dịch ra, nó gây bong thanh dịch, còn cái ổ này không phải polyp mà chỉ là bong biểu mô sắc tố. Đấy, bệnh nhân này một người đọc thế nào, bệnh nhân 23 tuổi mà có tiền sử bị cận thị, chụp OCT như này, có ai giơ tay phát biểu không? Đây có Hương Giang này, Việt Dũng này, Đoàn Thị Thoa này. Đấy. Thoa thử đọc cái này xem là cái gì Thoa này. Bấm vào cái số micro đọc đọc cái OCT này tôi cái Thoa, Đoàn Thị Thoa thì đọc thế nào. Em nghe thấy, Ừ. dạ thầy có nghe thấy không ạ? Nghe rõ lắm, nghe rõ lắm. Đấy, em nghĩ là bệnh nhân này là bị bệnh võng mạc cận thị, em cảm thấy võng mạc mỏng ạ, có tách lớp võng mạc thì tôi mình không Gì rõ đó, tâm thứ nhất là cái võng mạc nó có vẻ nó hơi cong hơn đúng không, cái độ cong này, tuy nhiên nó không được rõ lắm. Cái thứ hai là thấy là ở cái lớp võng mạc ở ngoài này nó có tách lớp này này đúng không, đấy nó có những cái này tiếng Anh nó gọi là retinoschisis đấy, nó có những cái dải đây này, nó có những cái dải, nó có thành khoang cái tách lớp võng mạc đấy. Bệnh nhân này bị tách lớp võng mạc trong cái bệnh cận thị. Rồi cảm ơn. Thử phát biểu thì xem thế nào. Tiếp theo một cái hình khác này. Để tôi xem. Đêm ai thử đọc cái này nào, có ai xung phong, xem có ai xung phong không? Hương Giang phát biểu, Hương Giang rồi. Hương Giang đọc cái này xem nó là cái gì. Thế Hương Giang giơ tay. Giang bật micro lên phát biểu xem nào, xem đọc cái này nó là cái gì. Đấy, bệnh nhân 60 tuổi này. Hình ảnh OCT hai mắt như này. Giang có nói được không? Nguyễn Việt Dũng thế nào? Nguyễn Việt Dũng đọc cái hình ảnh OCT này cái thế nào? Dũng đọc được không? Có vẻ nghe không rõ lắm.
Để đây một số người giơ tay có thể xem. Nghe không rõ lắm, thôi được rồi, để chắc mọi người mạng yếu, tôi cho hạ tay xuống. Còn một người đã giơ tay là không rõ là ai. Thử xem nào. HMU Zoom US này không biết là ai. Thử phát biểu. Đấy thì mọi người nhìn cái hình ảnh OCT như này, cả hai mắt đều có tổn thương. Thì nếu mà đọc như cái này, thấy độ cong của võng mạc tương đối ổn này, thấy là nó có cái tổn thương, nó tăng phản xạ đây trên cái ảnh màu, nó tăng phản xạ và nó đẩy cả biểu mô sắc tố lên. Đấy, cái, trong này nó tăng phản xạ tương đối đồng nhất. Ở cái hình mắt trái đây, cái tổn thương nó nhỏ hơn chút, nhưng mà nó cũng đẩy lồi lên, nó cũng đẩy cả biểu mô sắc tố lên. Đấy. Và những cái lớp tế bào, cái ranh giới giữa phần trong và phần ngoài tế bào ấy, ở đây nó bị phá vỡ, không nhìn thấy rõ nữa. Ở phía bên cạnh thì vẫn nhìn thấy cái màng ngắn ngoài, vẫn thấy ISOS junction này. Đấy, nhưng mà ở cái chỗ tổn thương này lồi lên thì không thấy. Thì mọi người có biết là cái bệnh này bệnh gì không? Có ai giơ tay phát biểu? Quỳnh 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 phát biểu xem cái bệnh này bệnh gì? Đỗ Quỳnh. Vâng, alo thầy, ở đây là bệnh BES ạ. Tại sao biết bệnh BES? BES là một dạng là thoái hóa hoàng liệt ở cả hai bên và có thể gặp ở hai giai đoạn khác nhau ạ. Cái này là giai đoạn mới hay là giai đoạn muộn? Hay Cái mắt bên phải là giai đoạn muộn, còn mắt bên trái là giai đoạn mới ạ. nói chung cái này cũng là giai đoạn tương đối mới, tại vì nó chưa có dịch, nó Có chưa thành, dịch chưa tách lớp, dạ. chưa vỡ. Thì đây mọi người xem cái ảnh màu phía sau này. Đấy, đây là cái hình ảnh ảnh màu của bệnh nhân này nha. Đấy, cái hình ảnh bên phải là cái tổn thương nó to hơn, nó màu vàng ấy. Đấy, nhìn soi nó giống lòng đỏ trứng ấy. Bên trái thì cái tổn thương nó nhỏ hơn. Thì mình kết hợp giữa khám lâm sàng trên ảnh màu ấy và trên OCT thì thấy thì chẩn đoán được đây là bệnh BES, và nó bị hai mắt nhé. Nhưng mà hai mắt nó thông thường tổn thương nó mức độ nó khác nhau. Tiếp theo là cái hình nữa đây. Đây cái này thì mọi người rõ quá rồi đúng không? Cái này là phù hoàng điểm thôi, phù hoàng điểm dạng nang thôi. Đây là có cả dịch ở dưới võng mạc, những cái nang ở trong võng mạc, cái này dễ rồi. Đấy. À, đây cái này là mọi người thấy là ở cái giao diện dịch kính võng mạc này nó có một cái màng là tăng phản xạ lên rất rõ đây. Đấy, tăng phản xạ đây, và cái này nó co kéo, nó co kéo võng mạc, và những cái chỗ võng mạc này nó dày lên, nó co kéo nó nhấp lên các lớp đây. Còn ở đây là cái lớp màng ngăn ngoài này và lớp tế bào cảm quang nó tương đối nguyên vẹn. Đấy, tương đối nguyên vẹn. Thì trường hợp này là điển hình của màng trước võng mạc nó co kéo, nhưng mà thị lực cũng tương đối tốt, tại vì ở cái vùng hoàng điểm này nó chưa bị tổn thương nhiều và những cái lớp tế bào cảm quang này nó còn tốt. Đấy, ví dụ đấy là trường hợp cái này mọi người đọc là cái gì không nhé? Có ai giơ tay không nhỉ? Thử đọc cái nữa. Đấy, thôi.
Thôi đọc cái này thôi. Em thấy là em nghĩ cái này là do tác động mạch ạ, tác động mạch chúng ta võng mạc. Dựa vào Thì cái các gì? mạch ở phủ các lớp phía trong thì tăng phản xạ, lớp phía ngoài giảm phản xạ. Này nó rất điển hình của tác động mạch trung tâm võng mạc, bệnh nhân này cũng thế. Thì nếu mà mình không khám lấy mắt mà đưa một cái OCT như này thì thấy là ở những cái lớp trong này nó tăng phản xạ rất nhiều này, đấy, trong và lớp ngoài tự nhiên nó giảm phản xạ. Thế lớp trong nó phù tăng phản xạ, nó cản bớt ánh sáng, thì ánh sáng nó không đến được lớp ngoài, do đó là nó giảm phản xạ như này, thì và võng mạc nó phù nhiều đấy. Những cái lớp bên trong nó gần như là nó giống nhau, nó không rõ được các cái lớp ấy, nó tăng phản xạ nhiều. Thì thông thường cái ảnh này tương đối đặc trưng của tác động mạch. Đây là một cái trường hợp khác, và khi khám đáy mắt này, bệnh nhân nam 40 tuổi, mắt trái thì lực 1 phần 10. Thì khám mắt thì tôi thấy là thứ nhất là cái đĩa thị này trông nó to hơn này, trông nó có vẻ to hơn, và nó có những cái hố lõm ở đây, hố lõm đây, và đây nó có cái vùng bong thanh dịch rất rộng này. Đấy, bong thanh dịch rất rộng, và cái vùng bong thanh dịch này nó liên tục với đĩa thị. Đấy, liên tục với đĩa thị. Thì bây giờ cho chụp OCT. Đấy, thì ai thử xung phong đọc cái hình này, đọc cái hình OCT của bệnh nhân này. Thì đối với bao giờ cũng phải cắt một chọn cái hình cắt một phát qua cái vùng bong thanh dịch này và đến tận đĩa thị này. Đấy. Đây là hình ảnh chụp cắt qua hoàng điểm này, còn cái này là cắt qua đĩa thị luôn này. Và bệnh nhân cho đĩa thị để cho cái hoàng cho cái gai thị nó vào giữa, xong chụp một cái lát cắt HD ở đây. Có ai xung phong đọc cái này không? Để tôi cho một người xung phong bắt buộc này. Chu Việt An à. An đọc cái này đi xem nào. Đấy, An đọc cái này. Alo. Đây nghe rõ rồi. Vùng võng mạc gần gai thị phía thái dương thì có bong thanh dịch, lớp biểu mô giác tố, lớp tế Ừ. bào cảm thụ quang, và màng ngăn trong thì cũng tương đối còn nguyên vẹn, à, màng ngăn Ừ. ngoài. Thì em nghĩ đây là một cái trường hợp của gai thị bẩm sinh. Cái gì nói lại nữa. Em nghĩ đây là trường hợp hố gai thị bẩm sinh ạ. Nó có khuyết ở đấy. Thì thứ nhất là đọc thứ nhất là cái tổn thương này đẩy lồi này, đúng không? Đẩy lồi võng mạc vào trong bùn kính này, và ở dưới này là có dịch này, ở dưới nó có dịch này, và cái võng mạc này nó cũng tách lớp nhiều này. Đây là những cái nhưng nó tăng phản xạ, nhưng mà nó có cả tách lớp ở trong võng mạc. Những cái vùng này là vùng tách lớp này, đấy, cái vùng này là vùng tách lớp này, và cái tổn thương này nó liên tục với đĩa thị này. Liên tục đĩa thị thì bao giờ chụp qua đây để nghĩ nhiều đến cái optic pit. Optic pit thì phải chụp này, thì thấy có cái khe đây này, đấy, có cái khe này nó xuống này được. Và tiếp theo là chụp chụp cắt lớp qua đĩa thị đây. Thì chụp phát qua đây thì thấy cái lõm nó rất sâu này, và chỗ này nó có cái khe này, cả chỗ này nó có khuyết ở dưới nữa. Thì cái này được chẩn đoán là optic pit đấy, chẩn đoán xác định là lỗ khuyết gai thị hoặc là hố gai thị. Cái này nó bẩm sinh thôi, nhưng mà cũng có người lúc đầu là dịch nó chưa lên nên nó chưa bị tách lớp nên là thị lực người ta tốt, nhưng đến lúc dịch mà nó lên ấy, thì cái dịch này có thể là dịch não tụy nó lên, hoặc là cái dịch ở hắc mạc nó lên. Thì cái này chẩn đoán là otitis. Đây ca này nữa, ca này cũng hôm trước là bệnh nhân đến đây. Bệnh nhân đến thì tôi khám đáy mắt thì thấy cái chỗ này nó có cái vùng bong rất rộng.
đấy, dịch nó ở dưới và rất nhiều dịch mà nó rộng này, nhiều khi mọi người khám chỉ nhìn ở chỗ trung tâm này tí là không không rõ được cái ranh giới này đâu, nhưng khám rộng ra thấy ranh giới này. Và cái trường hợp này bong thanh dịch nó liên tục với gai thị đấy, đấy nó liên tục với gai thị, chỗ này nó ở, đây là mắt phải, rồi nó có cái chỗ nó sẫm màu hơn này đấy. Thì những cái này nó tương đối điển hình của cái lỗ khuyết như cái bệnh nhân trên ấy, thì bao giờ thấy bong thanh dịch liên tục gai thị đấy. Thì phải chụp cắt lớp qua đây để chụp OCT cắt lớp qua cả gai thị, qua cả cái vùng bong đây đấy. Thì mọi người thấy đây là cái ảnh trước mổ này, cái đường đây là chụp cắt lớp qua đây thì thấy là dịch nó rất nhiều, dịch nó rất nhiều và dịch nó tương đối trong, chỗ này có tanh lớp một tí và chỗ này nó có cái khe đây đấy, nó liên tục này. Thì bệnh nhân này cũng được chẩn đoán là optic pit và đây bác sĩ người ta mổ đây, thì sau mổ 3 tuần thì thấy dịch nó giảm bớt đi. Đấy. Ở phía trên này nó còn cái bóng hơi nó đen, nó mất tín hiệu nó đen. Còn ở dưới này thì chụp qua một cái nhát qua cái chỗ này để so sánh thì thấy là dịch nó giảm bớt và chỗ này nó cũng dính được một ít rồi. Đấy, đấy thì đấy là cũng trường hợp optic pit mất phải và đã trước phẫu thuật và sau phẫu thuật. Đây ca nữa này, ca này cũng tương đối điển hình đấy, 23 tuổi cận thị đấy. Thì cái này nó có cái khe nó to nó rộng như này đấy, thì dịch ở đây nó lên. Thì nói chung là những cái hình ảnh như này thì bao giờ kể cả khi mình chỉ chụp, mình phải cho chụp cắt lớp nó vừa qua cái bọng này vừa qua gai thị để xem nó có cái khe hay không, để chẩn đoán phân biệt với lỗ khuyết gai thị. Đây một cái trường hợp nữa, đọc cái bệnh thứ nhất, bệnh nhân này 75 tuổi, nữ 75 tuổi mà bệnh nhân bị khám đáy mắt thì thấy nó có cái đám vàng vàng ấy, có xuất tiết này, rồi có cả xuất huyết xung quanh này, đấy, xuất huyết cả ở trên bề mặt võng mạc, xuất huyết cả dưới võng mạc này, xung quanh. Thì bệnh nhân này được chụp OCT, đấy mọi người xem cái ảnh OCT này. Để ai ai thử đọc cái này để xem nào. Có ai xung phong gì không, có ai giơ tay? Vậy thì trên cái ảnh này tôi không thấy ai giơ tay, mà tôi cứ gọi một người xem. Thanh Tâm phát biểu nè, allow to talk. Thanh Tâm có ở đấy không, thì đọc cái ảnh này xem nào. Thế không thể nói được, có để tôi đọc luôn vậy. Ở trên cái ảnh này mọi người thấy là
chụp cắt lớp qua cái tổn thương ấy, qua cái tổn thương thấy chỗ cái đám này là biểu mô sắc tố nó bị tách lên này, nó biểu hiện dấu hiệu hai lớp này. Cái thứ hai là cái đám này nó tăng phản xạ này, đấy nó tăng phản xạ này, chỗ này cũng bị có dịch ở đây này, có dịch ở những cái chỗ này tăng phản xạ. Thì thông thường cái hình ảnh mà cắt lớp này thì người ta nghĩ nhiều đến là có tân mạch thác mạc CNV. Thứ nhất là bệnh nhân này tuổi như này này, tổn thương trên ảnh màu nó tương đối điển hình này. Cái nữa là chụp đây có tăng phản xạ này, cái chỗ đám tăng phản xạ này nó có thể là nó hình thành cũng tương đối lâu rồi, nó tạo thành một cái màng, nó có cả xơ cả mạch ở đây. Đấy, cả xơ mạch đây và nó gây xuất huyết ra. Thì cái bệnh nhân này được làm thêm OCTA nữa. Nếu không có OCTA thì nhìn vào cái hình ảnh bên dựa vào lâm sàng thì cũng có thể xác định được tương đối chắc chắn là CNV cả tuổi bệnh nhân nữa. Nhưng mà đây cho bệnh nhân này có OCTA, tôi cho thêm OCTA thì thấy là cái hình ảnh mạch máu này nó tương ứng với cái đám tổn thương này. Đấy. Nó có hình ảnh mạch máu bất thường ở đây thì được chẩn đoán xác định là CNV tân mạch hắc mạc. Đây cho đọc thêm cái hình ảnh này nữa xem như nào. Đây là bệnh nhân nam 60 tuổi này, 60 tuổi thì mọi người nhìn vào cái hình ảnh này thấy ở đây nó có một cái ổ băng biểu mô sắc tố nhỏ nhỏ này, đây là cái ổ to này, cạnh nó dốc này, chỗ này có dấu hiệu hai lớp này. Đấy. Thì cái này tương đối đặc hiệu của cái gì đấy, chỗ này nó hơi tăng phản xạ tí này. Thì những cái gặp cái trường hợp như này mà ở cái tuổi như này thì tương đối đặc hiệu của polyp PCV đấy, PCV. Đây bệnh nhân này xem cái ảnh màu này, cái ảnh màu của bệnh nhân này thì thấy đây là nó có cả xuất huyết dịch kính này, xuất huyết ở dưới võng mạc này, những cái này xuất huyết trong dịch kính nó tiêu bớt đi thì thấy là những cái đám nó mờ mờ như này là xuất huyết dịch kính đấy, có xuất huyết ở ở dưới võng mạc này và chụp OCT thì thấy hình ảnh như này. Đây. Thì cái bệnh nhân này là bị polyp polyp mạch hắc mạc, thì chẩn đoán là polyp mạch hắc mạc. Đấy, cái bài OCT là đến đây là kết thúc rồi, mọi người có đặt câu hỏi gì không? Để tôi xem phần Q&A xem có gì. Ở đây có một người hỏi là lớp màng giới hạn ngoài ellipsoid, ellipsoid zone nó tăng phản xạ. Vì sao ở trong cái vùng ellipsoid này nó có nhiều bào quang, trong đấy có nhiều bào quang nên là nó tăng phản xạ hơn những chỗ khác. Chiều dày võng mạc trung tâm và chiều dày hắc mạc bình thường và bất thường là bao nhiêu? Thì trên lâm sàng ấy, chiều dày võng mạc trung tâm ấy, thông thường nó tầm khoảng 250 micromet, tất nhiên nó phụ thuộc theo tuổi, nó phụ thuộc theo tuổi ở người lớn trẻ em nó khác. Thì trong máy thì thông thường nó có cái nó có cơ sở dữ liệu người bình thường và so sánh và nó đưa ra màu, nếu mà màu xanh lá cây là bình thường đấy. Còn chiều dày của hắc mạc ấy, thì thông thường nếu mà mình không có chiều dày hắc mạc ấy, thì đánh giá chiều dày hắc mạc nó tương đối mới và cũng đa số trong máy nó không đo tự động được và phải đo bằng tay, đo bằng tay.
thì chiều dày hắc mạc nó cũng gần tương đương với chiều dày của võng mạc. Do đó là trên lâm sàng ấy, mình đánh giá nó dày hay nó mỏng ấy, thì mình so sánh với cái lớp võng mạc ở bên trên ấy. Cái lớp võng mạc bên trên nếu mà nó bình thường, đấy cái chiều dày của hắc mạc nó tương đương ấy, thì thế là bình thường. Còn nếu mà nó dày hơn ấy, thì thấy là bất thường. Đấy là trên lâm sàng mình đánh giá như thế. Tách lớp võng mạc thì đa số là viên để theo dõi thôi, cũng chả xử lý gì. Tách lớp võng mạc, giãn mao mạch hoàng điểm điều trị như thế nào? Đối với giãn mao mạch hoàng điểm thì nếu mà nó xa trung tâm ấy, thì người ta có thể dùng laser. Nhưng mà cái hạn chế của laser thì đa số nó ở gần. Ở gần nếu mà dùng năng lượng nó cao thì là nó sẽ ảnh hưởng đến nó gây tổn thương ở võng mạc trung tâm và nó ảnh hưởng đến thị lực. Đấy, nó ảnh hưởng đến thị lực. Do đó người ta kể cả laser nó không gần trung tâm lắm, nhưng mà laser người ta chỉ làm năng lượng nó thấp thôi. Nhưng mà laser năng lượng thấp thì nó nhiều khi nó chưa đạt hiệu quả. Cái thứ hai là người ta cũng thử là tiêm Anti-VEGF, Avastin hoặc Lucentis, nhưng mà kết quả nó cũng rất hạn chế. Nó cũng rất hạn chế, có thể tiêm nó bớt phù một chút. Cũng có trường hợp mà võng mạc nó phù nhiều ấy. Cũng có bệnh nhân bác sĩ người ta tiêm khoảng 5-6 mũi rồi. 5-6 mũi nhưng mà nó không hết phù, nó không đỡ, thì lúc đấy chuyển sang có thể thử có thể tiêm thì ăn siêu nông dưới ba tên nông để cho bớt phù này. Còn để cho nó nếu mà điều trị triệt để thì nó cũng không, không có cách nào đâu. Nó không, nó chỉ chủ yếu là điều trị để giảm triệu chứng, bớt phù nề thì thị lực người ta tăng. Nhưng cũng có người thử tiêm Anti-VEGF nó không hiệu quả lắm, thì có thể tiêm triamcinolone dưới bao tên đông để trong giãn mao mạch ấy. Thì đa số bệnh nhân khi mình tiêm mới tiêm ấy là nó cũng bớt phù, thị lực người ta tăng, nhưng mà một thời gian sau nó bị lại. Đây chủ yếu có một số câu hỏi hỏi về dosen, cái dosen loại cứng loại mềm ấy. Thì ở cái bài ngày thứ năm ấy tôi giảng về bệnh thoái hoang điểm tuổi già thì tôi sẽ nói kỹ về những cái này, kích thước như nào, tại sao nó lại có và để phân biệt với những cái gì. Thì trong cái bài thoái hoang điểm tuổi già hôm thứ năm ấy tôi sẽ nói kỹ hơn về những cái dosen này. Đọc OCT với tân mạch hắc mạc, tân mạch ẩn là nó ở dưới biểu mô sắc tố. Đấy, tân mạch ẩn đấy. Đấy là tân mạch occ, tân mạch ẩn nó dưới biểu mô sắc tố. Còn tân mạch classic là nó đã mọc lên trên biểu mô sắc tố rồi. Nếu mà ẩn thì nó dưới biểu mô sắc tố. OCT tân mạch cũng tăng huỳnh quang, phân biệt với xuất tiết xuất huyết. Thì trong cái OCT thì người ta gọi là tăng phản xạ chứ không phải tăng huỳnh quang. Đấy. Trên trục mạch ấy, thì người ta cái thuật ngữ người ta gọi là tăng huỳnh quang, giảm huỳnh quang, còn OCT thì người ta gọi là tăng phản xạ với giảm phản xạ. Để phân biệt đấy. Thì thứ nhất là mình dựa vào lâm sàng đã, mình nếu mà xuất huyết mới xuất tiết thì nó khác. Còn ở những cái chỗ mà có tân mạch ấy, thì thông thường là nó có dấu hiệu hai lớp double layer ở cái chỗ mà tân mạch ấy, có dấu hiệu hai lớp, nhiều khi nó lẫn lộn tại vì tân mạch nó gây xuất tiết xung quanh này, xuất huyết này, thì mình xem ở trên đấy nó chỉ là một cái đám nó tăng phản xạ thôi. Nhiều khi nó tăng, nhất là những cái lâu ấy là tăng sinh rồi, nó cả cái đám nó liên tục với nhau đó, mình không thể phân biệt chi tiết ra cái nào là tân mạch, cái nào là xuất huyết, cái nào xuất tiết đâu. Còn nếu mà những cái trường hợp nó mới mà nó ít ấy, thì mình
mình mới phân biệt được rõ cái nào là tân mạch, cái nào là xuất huyết. Còn những cái mà nó lâu ngày nó cả đám ấy thì chỉ thấy nó tăng phản xạ ở cái chỗ đấy thôi. Nhưng mà nó có xuất huyết, có xuất tiết chứng tỏ là có mạch máu bất thường. Đấy, chứng tỏ mạch máu bất thường. Mà ở hoàng điểm ấy thì nó bình thường là không có mạch máu ở cái vùng vô mạch ấy. Cái vùng hoàng điểm là nó không mạch máu, nó không có mạch máu. Do đó mình thấy xuất huyết, xuất tiết đấy chứng tỏ là có mạch máu bất thường. Ở đây thấy có nhiều dấu hiệu hai lớp double layer. Double layer thì là do cái lớp bình thường cái lớp biểu mô xem tố ấy với cái màng Bruch là nó sát vào nhau, nó sát vào nhau và nó gọi là trên OCT nó lại phức hợp biểu mô xem tố màng Bruch. Còn khi mà biểu mô xem tố nó tách ra khỏi cái màng Bruch ấy, thì nó tạo thành dấu hiệu hai lớp, thì chứng tỏ nó có gì đấy bất thường nó đội lên. Và thông thường nhất là do tân mạch ẩn nó phát triển, nó đẩy lên. Đây thấy tôi có thấy nhiều câu hỏi cũng có nhiều câu trùng nhau, có nhiều lesion này, bong võng mạc. Bong võng mạc thì bong thì lớp nào? Đây. Tăng phản xạ. Tách lớp võng mạc cận thị. Em ghi lại bản đồ. Đây có mấy câu hỏi về optic pitch này. Optic pitch thì trước đây thì cũng có người ta thử laser. Laser vào cái chỗ đấy là tạo sẹo nó dính lại, nhưng mà laser nó có nhược điểm là nó sẽ gây tổn thương lớp sợi kinh ở đấy, nên là nó ảnh hưởng thị lực, nên bây giờ người ta ít làm. Cái nữa là một số bác sĩ thì phẫu thuật thì người ta bóc cái màng bên trong, người ta nhét vào đấy, hoặc là người ta dùng keo sinh học người ta gắn vào cái chỗ lỗ khuyết ấy. Thế bây giờ là thấy thời gian cũng tương đối muộn rồi, thì hết thời gian rồi, còn một số câu thì ở trong những cái bài sau dần dần tôi sẽ trả lời tiếp anh chị. Tách lớp võng mạc cận thị thì chủ yếu người ta theo dõi thôi, chẳng cần xử trí gì, đa số tách lớp là theo dõi. Tôi xin chào tất cả mọi người.